Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 hiện đang trong giai đoạn nước rút. Cả hai ứng viên, bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đều đang nỗ lực vận động tranh cử nhằm thu hút thêm cử tri ủng hộ, đặc biệt là ở các bang chiến lược. Đây là những nơi đóng vai trò then chốt trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn trong chuyên mục Nhìn ra thế giới sau đây. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có 7 bang chiến trường, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Chiến dịch tranh cử của hai ứng viên, bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đều đang dùng mọi nguồn lực vào những bang này nhằm thuyết phục các cử tri còn do dự đứng về phía mình. Theo khảo sát mới nhất của báo Wall Street Journal tại 7 bang chiến địa, bà Harris đang dẫn đầu ở 4 bang, còn ông Trump dẫn trước ở 3 nơi còn lại. Tuy nhiên, chữ dẫn đầu cần phải được hiểu theo nghĩa tương đối vì các ứng viên hiện đang bám đuổi nhau rất xít sao. Cách biệt giữa bà Harris và ông Trump đều nằm trong phạm vi cộng trừ sai số trong cuộc thăm dò. Về kinh tế, đa số người tham gia khảo sát cho biết ông Trump xử lý vấn đề này tốt hơn bà Harris. Ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng được cử tri đánh giá cao ở vấn đề về lạm phát, chi phí sinh hoạt, người di cư và an ninh biên giới. Tuy nhiên, những lợi thế này không có nghĩa ông Trump vượt trội hơn bà Harris. Ứng viên Đảng Dân Chủ lại được cử tri đánh giá cao ở các vấn đề quyền phá thai, nhà cửa và chăm sóc y tế. Với câu hỏi, ứng viên nào quan tâm đến những người như bạn, bà Harris là người dẫn trước. Trong khi đó, ông Trump được đánh giá có kinh nghiệm lãnh đạo, nhưng cử tri lại cho rằng cựu Tổng thống Mỹ cực đoan về chính sách cũng như phong cách cá nhân. So với cuộc khảo sát của Wall Street Journal tại các bang chính trường hồi tháng 3 năm 2024, thời điểm Tổng thống Biden vẫn còn là ứng viên của Đảng Dân Chủ, thì đến nay bà Harris đã thu hẹp khoảng cách, thậm chí còn dẫn trước ông Trump ở một số bang. Điều này cho thấy bà Harris có khả năng giành chiến thắng cao hơn so với ông Biden khi đối diện với ông Trump. Trong số các bang chiến trường trong cuộc bầu cử năm nay, có thể nói Pennsylvania là nơi nắm giữ chiếc chìa khóa mở cửa vào Nhà Trắng. Chiến dịch tranh cử của bà Harris và ông Trump đã đổ rất nhiều nguồn lực vào Pennsylvania. Họ chi nhiều tiền cho quảng cáo ở đây hơn bất kỳ bang chiến trường nào khác. Cả hai ứng viên thường xuyên vận động tranh cử ở Pennsylvania. Nếu họ không có mặt, thì chiến dịch tranh cử đều cử các chính trị gia và quan chức khác đến để thu hút sự ủng hộ của công chúng. Theo các chuyên gia, với 19 phiếu đại cử tri đoàn, Pennsylvania, bang đông dân thứ 5 của Mỹ, là điểm mấu chốt trong số các bang chiến trường. Nếu đảng Dân Chủ giành chiến thắng tại Pennsylvania, Wisconsin và Michigan, cùng với một khu vực bầu cử ở Nebraska, bà Harris sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Nếu đảng Cộng hòa thắng tại Pennsylvania, North Carolina và Georgia, ông Trump sẽ trở lại Nhà Trắng. Còn nếu thất bại ở Pennsylvania, ông Trump sẽ không thể tái đắc cử, trừ khi ông đảo ngược được ít nhất 3 bang mà Tổng thống Joe Biden đã thắng vào năm 2020. Pennsylvania không chỉ là bang dao động có giá trị nhất, mà còn được coi là mô hình thu nhỏ của toàn bộ nước Mỹ về mặt nhân khẩu học, kinh tế lẫn chính trị. Pennsylvania từng là trung tâm sản xuất, nhưng gần đây đang chuyển đổi sang các ngành công nghiệp và kinh doanh mới. Tuy vậy, ngành năng lượng ở bang này vẫn phát triển mạnh mẽ nhờ trữ lượng dầu đá phiến. Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế lớn thứ hai trong khu vực. Phần lớn dân số bang là người da trắng, nhưng cộng đồng người nhập cư tại đây ngày càng lớn mạnh. Về mặt chính trị, hai đô thị lớn của bang, Philadelphia và Pittsburgh, rất ủng hộ đảng Dân Chủ. Giữa hai thành phố này là vùng nông thôn rộng lớn, nơi đảng Cộng Hòa lại chiếm ưu thế. Bà Harris đã giới thiệu ứng viên phó tổng thống Tim Walz tại Philadelphia. Bà đã dành nhiều ngày để chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống tại Pittsburgh. Ông Trump đã quay lại vận động ở thành phố Butler, nơi ông bị ám sát hụt hồi tháng 7. Ông Trump còn đến cả quê nhà của tổng thống Biden, thành phố Scranton. Bằng cách nào đó, tất cả những luồng chính trị đối lập và động lực thay đổi để giữ cho Pennsylvania gần như cân bằng trong các cuộc bầu cử tổng thống. Theo Hiến pháp Mỹ, cử tri không bầu trực tiếp tổng thống mà ủy quyền cho 538 đại cử tri. Số lượng đại cử tri của mỗi bang thì được phân bổ dựa trên quy mô dân số của bang đó. Hầu hết các bang sử dụng nguyên tắc được ăn cả, ngã về không, tức là ứng viên nào giành được nhiều phiếu phổ thông nhất sẽ giành được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Và để trở thành tổng thống, một ứng viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Cử tri Mỹ có một số lựa chọn về hình thức và thời điểm bỏ phiếu. Phổ biến nhất là đi bầu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
Tuy nhiên, cử tri cũng có thể bỏ phiếu sớm hoặc gửi qua bưu điện. Trong những năm qua, người ta đã nhận thấy xu hướng ngày càng nhiều cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm, cả trực tiếp hoặc qua bưu điện. Ví dụ rõ ràng nhất là vào năm 2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, gần 70% cử tri đã bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Việc đi bầu sớm hoặc bỏ phiếu qua bưu điện đã tồn tại trong thời gian dài và không gây ra tranh cãi nào cho đến năm 2020, khi vấn đề này bị phân hóa chính trị một cách cao độ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, nhiều bang trên khắp nước Mỹ, bao gồm các bang chiến trường, đã sớm mở cửa phòng phiếu. Tôi đã bỏ phiếu và mọi chuyện coi như xong. Tôi không cần phải nghĩ ngợi gì nữa cả. Tôi bỏ phiếu cho ông Trump và Đảng Cộng Hòa. Nước Mỹ trên hết, tôi cho rằng số tiền mà chính phủ bỏ ra nên tập trung chăm lo cho người dân thay vì hỗ trợ cho các nước khác. Tôi chọn bà Harris. Tôi rất quan tâm đến quyền tự do của phụ nữ. Tôi cũng muốn con mình có được nền giáo dục tốt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngoài kia vẫn còn rất nhiều cử tri chưa quyết định, không rõ có bao nhiêu người, họ sẽ bầu cho ai và họ có đi bỏ phiếu hay không. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Vẫn còn thời gian để bà Harris và ông Trump củng cố sự ủng hộ từ cử tri trung thành và thu hút thêm cử tri độc lập để giành lợi thế về phía mình. Những diễn biến mới nhất về cuộc bầu cử Mỹ sẽ luôn được chúng tôi cập nhật trên sóng HTV. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.